Ay, sí. Uy, uy, uy. No puede. Ay. Ay, ay. Một ngày đẹp em ơi. Thế là bớt đi một rủi ro. Ai ơi, đau quá. Ơi. Có nguy cơ lan rộng khắp toàn cầu. Đúng là một ngày tuyệt vời. Lại bớt đi được một rủi ro. Mũ bảo hiểm, đang đội, ủng, đã đi, bằng tay, đã xong, mẹ mình lên, việc này rất quan trọng, chết mất, gây chết, cũng làm nào. Xin chào bác ạ. Chú Khuê. Trời hôm nay có lạnh lắm đâu mà chú vẫn đi găng tay. Không lạnh cháu phải trang bị cho nó chắc ạ. Không nhỡ ngã ra ngoài đường chống về mảnh chai mảnh sành thì sao ạ. Cháu là cứ phải phòng bị trước ạ. Vâng, chú cẩn thận quá. Cháu đi bác ạ. Vâng, chú đi ạ. Lại vá hả chú? Vâng, lại vá. Không vá là chuyện lạ. Bác bảo với trai vá hộ cháu cái nhá. Được, chú cứ để đây, nhà tôi đi ăn sáng sắp về rồi. Vâng. Miếng hôm nay, miếng hôm qua, với miếng tuần trước là 3 miếng. Tất cả là 15.000 chú nhỉ. Ê chết, khổ quá thì mọi khi 10 miếng bác mới lấy tiền một lần cơ mà. Thôi thế cũng được. Cháu cảm ơn bác chú ạ. Đi nhá. Cháu đang vội, cháu đi đi ạ. À này, chú Khuê ơi. Dạ. Chú vội, chú gọi cái xe ôm đi cho nó nhanh chú ạ. Dạ không, cháu đi bộ cho nó chắc ạ. Chứ đi xe ôm bây giờ ẩu lắm bác ạ. Ngã cái gì chết. Cháu đi đi ạ. Chú này, đi bộ cũng phải cẩn thận chú ạ. Dạ vâng. Đi bộ phải hết sức cẩn thận. Mệnh hỏa tránh nước. Đi chuẩn bị xe chắc một. Ui 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 ui. Ôi giời, lại ông Khuê, tôi biết ngay mà. Tháng này là lần thứ 3 rồi đấy nhá. Ê, không sao, thế là may lắm rồi đấy. Lại bớt một chuyện rủi ro. Rồi. Này, đỡ nhá. Ui. 6 bước rưỡi rồi mà chưa thấy cái cửa nào đổ nhỉ. Cà chua Nga ơi, Nga, em uống chén nước chè cho nó tỉnh táo minh mẫn em. Nga ơi, em ăn cà chua nhiều vitamin A đẹp da lắm. Anh mời Nga. Nga. Ông mang nước chè về mà uống. Ông ăn cà chua về mà ăn. Con
tai nạn. Ôi rồi, ôi thì hóa ra là Nga. Anh vô ý quá, anh xin lỗi nhé. Ôi rồi, ôi rồi. Nga ơi, mong manh như chiếc lá thế này thì chịu sao nổi Nga. Ông cái Quỳnh Giao vớ vẩn, động thái xung đột nào chẳng dẫn đến thương vong. Để anh đỡ em dậy. Để anh. Rồi ôi, có sao không em? Nga nặng nhỉ. Em không sao, các anh lùi ra đi. Không sao là thế nào? Hình như đầu gối em chảy máu rồi kia kìa. Thế mới biết đôi khi đổ máu không chỉ vì sắc tộc hay dầu lửa. Hôm qua Nga có xem TV không? Thế giới ngày càng có nhiều điểm nóng. Ông toàn chính trị giảm. Nga cho phép anh Nga nhé. Đúng là không sao em ạ. Nắng vàng chưa bao giờ có lỗi cả. Văn thối. Anh Khuê có sao không? Hôm nay anh lại bị hỏng xe à? Xe anh hỏng. Anh Nga để anh. Nga cứ mặc anh. Em biết không, không một nước nào có thể chiến thắng khi ở thế cô lập. Phải có đồng minh. Hai anh để tôi yên có được không? Vô duyên. Ông nói ai đấy? Anh Khuê này. Hôm nay em có thể gặp riêng anh một lúc được không? Em có việc cần nhờ anh giúp. Sao? Nga nhờ tôi á? Chuyện lạ thế. Vâng, anh cũng biết đấy. Em theo đề tài VA623 đến 2 năm nay rồi. Từ ngày còn ở bên viện của bố em cơ. Nhưng mắc quá. Em biết anh đã có thời gian nghiên cứu rất kỹ. Anh có thể... À, tôi tưởng chuyện gì. Về công việc thì được. Thế ngoài công việc ra, không việc gì em được nhờ anh nữa à? Không, không phải thế. Là tôi thấy lúc nào Nam với Bình cũng sẵn sàng giúp. Người bụng về như tôi giúp được gì cho Nga? À Nga này, tôi sẵn lòng giúp Nga. Nhưng mà tôi cũng có việc cần nhờ Nga. Nga giúp được tôi không? Anh hỏi gì lạ thế? Nếu làm được, em làm ngay. Nhưng có việc gì hả anh? Việc của tôi dài lắm. Hay là thế này, hay là hết giờ ta cho đổi được không? Vâng, thế cũng được. Hết giờ mình gặp nhau ở quán cà phê bên kia đường nhá. Cứ thế nhá. Cứ thế nhá. Vâng. Anh có món quà nhỏ muốn tặng Nga. Đây là tờ xổ số may mắn. Anh tin là nó sẽ trúng. Và anh muốn rằng chính Nga là người đầu tiên khám phá sự may mắn đó. Anh kính tặng Nga. Đó là vật chất. Vật chất là hư vô. Chỉ có tinh thần là còn lại mãi mãi. Anh xin tặng Nga bài thơ anh đã mân mê suốt cả đêm qua trong quán nước. Nga, em ơi. Này, kìa Nga, em đừng phũ phàng, hãy nghe lại. Các anh đi đâu đấy? Theo em. Các anh không biết đây là nhà vệ sinh nữ à? Anh biết chứ. Anh biết. Em vào trước đi, anh vào sau. Còn anh sẽ vào sau cùng. Trước sau gì? Nhà vệ sinh nam bên kia. Hả? Úi giời, cái ông này, này, ông đứng lùi ra đi. Chỗ này là chỗ của tôi, đứng tránh ra đi. Ông nói cái gì đấy hả? Chỗ này là tôi đứng từ lúc mới vào nhá. Ai bảo là của ông? À? Tôi vào trước. Mà ông quay mặt ở chỗ khác đi. Ông quay ở chỗ khác là vô duyên. Cứ nhìn sang chỗ tôi đấy hả? Đi, tránh ra đi. Quay mặt ông đi. Đừng làm nhàng mãi. Anh Khuê. Nếu anh Nam và anh Bình có hỏi, thì anh bảo em về trước rồi. Em chờ anh, lát anh sang sau nhá.
Sao lâu thế nhỉ? Thưa chất, trái đất đang nóng dần lên, hay là nàng phải cảm vì luồng khí độc trong đó? Lá vàng thiếu nắng, lá vàng rơi. Trời ơi. À mà thôi đúng rồi, ông nói đúng. Trong đấy kín lắm, không khéo nàng héo mất rồi. Hay là ta vào? Không. Ừ, vào. Vào nhá. Vào. À mà thôi thế này, Win của tôi à, tôi được thì vào, mà ông được thì cũng vào. Thế thì việc gì phải Win? Ừ nhỉ. Cơ mà này, chọi trâu về à? Thôi chết rồi, chỉ tại ông đấy. Thế là bao nhiêu chiến lược chính sách tối quan trọng của tôi đi thong cả rồi. Thế ông tưởng những linh cảm thơ của tôi tan theo vệt nắng cuối chiều chỉ là hư vô hay sao hả? Ngớ ngẩn đi. Xin lỗi. Không mua đâu. Chào chị. Anh Khuê, em ngồi chỗ này. Chào anh. Anh ngồi đi. Anh, chào anh. Nga chờ anh lâu không? Không ạ. Anh vội quá. Mua gói bánh cho em này. Em cảm ơn. Anh uống nước gì ạ? Anh uống gì cũng được mà. Anh quên, anh có sao không? Không, không, không sao. Không ngã là chuyện lạ. Để em đỡ anh. Anh có làm sao không? Dạ, cháu không sao bác ạ. Anh xem lại xem là có sao không? Ừ, không, không sao em ạ. Quái lạ nhở, ghế nhà vừa mua, không hiểu sao lại bị sự cố. Có thật không sao không anh? Cháu không sao đâu bác ạ, cháu ngã là chuyện thường mà. Chắc đấy. Được rồi anh ạ. Anh ngồi xuống nhá. Cho cháu cũng trà nóng ạ. Vâng. Anh có sao không? Mày quá không vỡ đầu. Chào các anh chị. Các anh chị uống nước nè. Em ngã là chuyện thường mà. Dạ. Dạ. Mới có 5 giờ chiều, con Nga còn lâu mới về. Cậu Bình. Dạ. Cậu vào đây. À, vâng ạ. Ngồi xuống đây. Tôi với cậu phải đánh cho ra nhẽ. Ván hôm qua là tôi không chịu thua đâu. Bác nói thế mà. Dạ.
Cái gì? Dạ không ạ. Ý cháu nói là bác chơi rất siêu ạ. Cháu dù có chạy đua thế nào cũng không lại được với bác ạ. Để cháu hầu bác ván khác ạ. Xin mời. Dạ. Ấy, anh sẽ tăng cháu ngoãn. Để đấy. Để đấy. Làm gì có chuyện nắng thắp cuối ngày mưa à bác? Đúng. Bác thua làm sao được? Cái thằng này nó ngựa non háu đá. Nó mà làm rể ai á, rất khoát bố vợ bị đá là cái chắc. Này, ông biến đi. Ông đừng có mà bơm vá. Ấy, bác để con. Nhà mình có còn gà qué gì không mà sao ăn nhiều rau thế hả bác? Bác lại tiếp tục để con. Thế ngày nhà mình ăn mấy bữa hả bác? Thế mấy giờ thì toàn thể gia đình mình được ăn cơm bác nhỉ? Thì canh về lúc nào gia đình tôi được ăn thôi. Thế à? Thế là anh nhờ em đóng giả là người yêu của anh. Anh có đùa à, có nhầm không đấy? Không, không. Nga đừng giận. Tôi không đùa mà cũng không nhầm. Nếu Nga thấy bất tiện thì cho tôi xin lỗi. Không phải là bất tiện hay không, em muốn biết tại sao anh phải làm như thế. Mà sao lại là em? Nga cũng biết rồi đấy. Tôi đang mải theo đuổi đề tài CPH4. Chả còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện vợ con. Bố mẹ tôi thì cứ giục bằng được. Các cụ còn dọa không tìm được, các cụ sẽ tự hỏi theo phương án 2 thì mới khổ. Mà phương án 2 không xong thì chuyển sang phương án 3. Nga thông cảm. Tôi không nhờ Nga thì không biết nhờ ai. Mà Nga biết rồi đấy. Con gái tôi chả quen biết ai. Phương án 2 là như thế nào ạ? Chả là thế này. Các cụ sẽ đi đánh tiếng trước với một đám ở quê. Tết này tôi về ăn Tết sẽ đi tìm hiểu trong 3 ngày. Ra riêng tôi xin phép nghỉ một tuần. Vừa ăn hỏi vừa cưới. Vị chi là từ lúc gặp mặt cho đến lúc thành vợ thành chồng chỉ có 2 tuần. Thế còn phương án 3? Phương án 3 là mẹ tôi dọa sẽ về với các cụ sớm. Cái gì? Về với các cụ là sao? Nghĩa là cụ bảo nếu tôi không chịu lấy vợ thì cụ sẽ ốm liệt giường, chết cho tôi vừa lòng. Thế thì cũng căng thật. Chỉ tại anh mải mê với công việc quá nên các cụ mới phải làm thế. Nhưng nếu bây giờ em nhận lời, các cụ biết thì phải làm sao? Nga khỏi lo. Tôi chỉ cần qua được giai đoạn này thôi. Vì việc gấp quá nên tôi không kịp trở tay để đối phó. Mẹ tôi tưởng thật là sẽ về quê ngay. Mọi chuyện rồi sẽ yên. Thôi được rồi, em đồng ý. Nhưng ngoài chuyện đề tài khoa học, anh phải giúp em một chuyện nữa. Nghiên cứu thì tôi sẵn sàng giúp Nga. Nhưng còn chuyện khác thì tôi e. Không sao, anh làm được hết. Anh phải giúp em tránh xa anh Nam và anh Bình phòng mình ra. Em gặp quá nhiều rắc rối với họ rồi. Nga không đùa đấy chứ. Làm sao mà tôi có thể... Tôi chết rồi. Chào chào hai bác ạ. Chào cháu. Ấy, khéo đổ cháu. Ơi. Bà, cháu... Cháu xin lỗi ạ. Thôi, bà và cháu cứ về đi, để đấy cho tôi. Ây ôi. Cái con bé này, mắt mũi để lên trán này sao thế hả? Con bé được cái hiền lành, bảo gì nghe nấy. Gia đình lại thuộc thành phần cơ bản, lại đang muốn cho con lên Hà Nội. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Ông không nghe làng trên xóm dưới người ta kháo nhau ầm lên đấy à? Kháo gì nào? Người ta bảo cái con bé này á là vua đá thúng đụng nia. Này, hôm trước ý, nó sang chơi nhà ông Tèo mới chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó làm vỡ của người ta một cái bích, 6 cái bát và 3 cái chén đấy. Cái bà này, nhưng được cái là nó ngoan. Không, ngoan với nhất cũng không đồng ý.
Tôi nói cho ông biết nhé, cái thằng Khuê nhà mình với con bé này là vật đen nhé. Cho chúng nó lấy nhau ấy, không khéo chỉ 3 ngày là đốt cả nhà nhà ông ấy. Cái bà này chỉ được cái ác khẩu thôi. Ôi trời đất ơi, con ơi là con, gần ấy tuổi đâu rồi mà vẫn không chịu lấy vợ. Kìa bà, không. Kìa ơi. Không làm cầm tí nào, coi như xong. Các buổi tối em sẽ đến nhà anh để tìm cách đối phó. Còn trong giờ làm việc, anh phải tìm cách bám sát em. Anh ký vào đây. Ấy không, không được. Tôi có ý kiến. Thế cả những cái lúc Nga vào phòng... Phòng gì? Vào phòng... phòng ấy... À... Tôi phải bám sát theo à? Tất nhiên, em sẽ vào phòng nữ, anh sẽ vào phòng nam. Kể cũng hơi bất tiện nhỉ. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng. Từ tối mai, em sẽ đến nhà anh. Giờ tao về thôi. Chị quên. Ôi, chú Khuê đây rồi. Chào bác. Mày quá, tôi tìm chú mãi. Chú có điện báo. Cháu có điện à? Vâng. Tôi chết rồi. Chết thật rồi. Cái gì? Ai chết? Mẹ cháu. Hả? Bà cụ chết rồi à? Không. Không phải mẹ cháu chết, mà là mẹ cháu gửi điện lên. Ôi giời, thế mà chú làm tôi hết cả hồn. Thế nhưng trên nhà có chuyện gì mà chú thẫn thờ ra thế? À không, không có chuyện gì đâu bác ạ. Nhưng mà hỏng rồi. Hỏng hết cả rồi. Alo. Hỏng. Hỏng cái gì? Mẹ anh. Mẹ anh làm sao? Không làm sao. Nhưng tình hình cực kỳ xấu. 3 ngày nữa mẹ anh sẽ lên. Trời ơi, có thế mà anh làm em hết cả hồn. Tưởng phương án 3 rồi chứ. Thế thì chết, phải tập nhanh không thì không kịp. Tối em sẽ đến nhà anh. Nhưng như thế cũng làm phiền em quá không? Còn thời gian đâu mà lo với phiền. Em đi cũng tốt. Tối nào hai ông công tử bột phòng mình chẳng đến áp tải. Thôi được rồi, thế nhá. Chúng mày quá đáng thật. Ăn hết phần của tớ rồi nhá. Trời ơi, bắt mình phải tâm rồi. Ô, chào Nga. Anh mời Nga vào nhà. Đúng như em tưởng tượng, căn nhà ngăn nắp như của một nhà khoa học. Chỉ có điều hơi thiếu bàn tay phụ nữ và dấu hiệu của trẻ con. Vậy mà chủ nhân của nó lại đang định trốn tránh. Những gì để lâu thường khó bán. Tôi được liệt vào cái hàng tồn kho ở bất kỳ chỗ nào tôi có mặt. Không bán được là vì anh không muốn bán đấy thôi. Biết nhà anh Khuê ở đây mà đây là lần đầu tiên em đến đấy nhỉ? Và cũng là lần đầu tiên một cô gái đến nhà tôi chơi. Ngoài hai bà chị gái ở quê ra. Ôi chết, Nga ngồi chơi. Để tôi đặt ống nước pha trà. Ôi chết, nhà chỉ có mỗi đàn ông đoản thế đấy. Nga chờ tí nhé. Piu 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 piu. Chú hăng quá. Chơi với nhau bao nhiêu ngày rồi mà chú chả nhường anh lấy một bước. Anh cứ nói thế. Ôi chết, con xin lỗi bố ạ. Bố thế đấy, con lúc nào chả nhượng bộ bố. Con đã chả chấp bố một lần suất ngựa đấy thầy. Bố đi đi. Phóc mạnh tay lên. Lại nhật. Bố thấy chưa, cuộc chiến nào cũng cần phải có một binh pháp riêng. Kể cả thua ấy, người ta cũng phải có nghệ thuật. Đấy là nghệ thuật rút lui. Bố hiểu không? Thôi ông đừng có trứng khôn hơn vịt.
Ông đi đi. Dạ vâng. Vịt bao giờ chả khôn hơn trứng. Bố nhìn con đi mà học tập. Vậy thì chấm dứt tình trạng một mình đi. Hình như phía tôi làm sao ấy. Các cô gái luôn dị ứng với tôi. Ngài có biết không, hồi tôi học năm thứ 3 trường đại học, có một cô bạn gái tổ chức sinh nhật, ai cũng đến, cả tôi cũng vậy. Ít tiền, tôi chỉ mua mỗi một bông hoa hồng đỏ, nghĩ quan trọng là tấm lòng, nhiều ít thì cũng được. Thế là tôi mua. Hôm sau đến trường, tất cả các bạn bè đều sừng sốt nhìn tôi, có vài tiếng xì xào rất lạ. Cô bạn đó nhìn tôi rất giận dữ, còn các bạn gái khác đều né tránh tôi. Mãi đến ngày ra trường, tôi mới hiểu tất cả nguyên nhân là do bông hồng đỏ tai vạ kia. Tại sao vậy? Hoa hồng chứ có phải hoa huệ hay hoa đĩa đâu. Thì thế, tôi đâu có biết hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu thay lời bày tỏ. Nhưng hôm đó tôi chót mua phải một bông hoa mà người ta cắm bông hoa đó vào một cành hoa bằng một cái que tăm như thế này này. Tình tướng. Bác thật may mắn sinh ra được em Nga. Phải nói là đẹp. Đẹp vãi cả. Hơn cả hoa hậu. Được cái gia đình ta sống cũng thư nhàn, nên sáng ra khi những giọt sương tan hết và ánh nắng đã chứa chan, thì em Nga nhà mình mới bình minh. Nên làn da của em lúc nào cũng mịn màng tươi trẻ, cứ như là da trẻ con, chứ không như da mẹ con ở quê, cứ như là da rắn ấy. Đúng thật là may mắn. Anh nói thế nào ấy chứ, em nó thức đêm để nghiên cứu, khuya lắm. Còn sáng ra ấy, nhà tôi dậy theo giờ cán bộ đi làm nhà nước. 6 giờ sáng là cả người lẫn chó mèo đều phải dậy chứ. Tất nhiên ạ. Thế à, bác ạ, da em Nga nhà mình trắng như thế, có khi phải tắm bằng bột giặt tươi, sữa tươi thì nhỏ bác nhỉ. Nhà tôi trước ở quê, không dùng nước giếng thì chỉ có nước mưa thôi. Còn sữa trâu thì chỉ có nghé con mới được bú. Thế ạ? À? Đúng quá rồi ạ. Có gần gũi với thiên nhiên, tắm bằng nước mưa, nước giếng thì mới có được làn da mịn màng như làn da em bé chứ. Anh cứ động viên. Ngày xưa ấy, nước máy còn hiếm nên mới phải dùng nước giếng với nước mưa. Chứ ai biết thiên nhiên mới nguồn cội gì. Anh bưng thế nào mà cho cả ngón tay vào chén nước nóng được nhỉ? Thảo nào, mọi người nói đúng, anh luôn tạo ra những điều kỳ diệu. Tôi chẳng biết nữa. Từ nhỏ đã luôn gặp phải những vận đen, cứ cố tránh mọi người bảo là hâm, tự nhiên lại thành người kỳ dị. Xin lỗi. Mình tập đi anh. Ừ. Cứ như là hò nhau đi tập văn nghệ ấy nhỉ. Đúng thế. Bất đắc dĩ tôi mới phải như thế này. Thôi, cam kết đã ký rồi, anh không cần phải băn khoăn. Mà việc đầu tiên bây giờ anh phải học là học cách xưng hô anh em. Đã đóng giả làm người yêu rồi mà cứ tôi Nga Nga như thế làm sao được. Tôi quên. Anh cứ thấy nó ngượng ngượng thế nào Nga nhỉ? Anh cứ cố nhớ đi rồi quen hết. Anh sẽ cố nhớ. Nhà anh có 4 anh chị em, 2 chị gái và anh trai đã có gia đình ở làng cả. Nhà nghèo như mọi gia đình khác ở quê. Được cái sống rất tình cảm và quý người. Đấy là cái tôi, anh quên, anh cảm thấy giàu có nhất. Vài hôm nữa Nga gặp mẹ anh, Nga sẽ thấy điều đó. Vâng, điều đó thì em đoán được. Nhà em có 3 chị em gái, 2 chị đã đi lấy chồng. Em 27 tuổi, bố em còn đi làm. Mẹ thì đã nghỉ hưu ở nhà. Em có nhớ được không? Được, anh nhớ được. Bây giờ thế này, Nga phải làm quen với căn phòng này. Làm như mọi thứ đã rất quen thuộc rồi. Bắt đầu từ đây. Đây. Cái này không phải giả.
Khổ quá, anh có làm sao không? Ngày hôm nay đây là cú ngã thứ mấy của anh rồi? Không sao, cọc đầu đối với tôi là chuyện bình thường mà. Bình thường là thế nào? Cố tránh mà sao không sửa cánh tủ này đi? Không, cái tủ này là gã lần đầu. Ý tôi muốn nói là ngã đối với tôi chuyện bình thường mà. Chịu anh thật đấy. À, anh quên này. Bác lên chắc cũng phải vài ngày. Như vậy thì sẽ có một hôm em phải nấu cơm. Bếp nhà mình trong này à anh? Vâng, trong này. Mời Nga tham quan. Đây Nga vào trong này. Tôi sống độc thân, đồ đạc cái gì cũng ít. Có lẽ chỉ mình tôi nấu được cái bếp này thôi. Lại tôi, mới ngã có một cái, đã quên ngay rồi. Ê chết anh quên. Anh chỉ sợ Nga không nấu được cái bếp này của tôi thôi. Cái gì cũng tậm tịt. Các cụ bảo người làm sao của chiếm bao làm vậy. Em lại nghĩ khác. Cái bếp lửa nhà anh đã cháy thì phải cháy hết mình chứ. Có lẽ anh phải cảm ơn Nga. Vì lần đầu tiên có một cô gái đến chơi mà toàn nói những lời tốt đẹp về chủ nhà. Anh Khuê, anh cũng biết tán đấy chứ nhỉ. Em nói thật mà, từ ngày mới về cơ quan em đã rất kính trọng anh. Dù em chỉ biết anh là người say mê công việc, và tất cả những gì em tưởng tượng về cuộc sống của anh đều không sai. Sao? Tưởng tượng về tôi á? À quên, tưởng tượng về anh á. Nga không đùa đấy chứ. Anh không ngờ mình lại có may mắn. Thế nào? Xong cả à, chưa? Bác cả đấy ạ. Đến đâu rồi hả bác? Cái bà này chỉ được cái nhắn cả lên. À, được rồi. Cô chú cứ yên tâm đi. Tôi xuống tận xóm dưới lấy cớ để xem mặt cái Đào rồi. Nòm dễ coi, ngoan ngoãn. Nhưng hiểm một nỗi nhà lại đông em quá. Mà nói thì lại chưa học hết cấp 3. Tôi tính gặp cô chú để xem có ưng không cái đã. Đông em cũng không sao à. Ít học cũng được à. Miễn là con bé nết na mà lại chưa có đám nào là tốt rồi. Bà này chỉ... Nhưng mà chúng nó chênh lệch nhau quá. Xong một cái chúng nó ông chẳng bà chuộc thì bà bẻ tôi chắc. Với lại nhà nó đông em, xong một cái nó bỏ về quê thì bà chạy theo mà đòi chắc. Đời nào nó chịu ra thành phố với con bà. Ông thì biết cái gì. Bác cả, bác cứ đánh tiếng trước cho em. Mấy hôm nữa em lên, em sẽ gây áp lực với thằng Khuê. Bắt nó về, nó phải cưới cho em. Ta cứ việc ta làm. Đúng như Phương án 2 bác ạ. Chiều qua anh định đợi Nga để đưa Nga đến công ty xổ số, để đích thân Nga được chứng kiến hạnh phúc sẽ đến với mình tới tấp, đến với mình dồn dập. Nhưng thôi không sao. Chiều nay chính anh, đúng, chính anh chứ không phải là ai khác, sẽ là người đem hạnh phúc đến cho em. Nga, đàm phán tối cao có thể muộn, chứ hạnh phúc không bao giờ là muộn cả. Đây, tờ vé số anh mua tặng Nga đã trúng giải. Giải khuyến khích Nga lĩnh thưởng ở chỗ bố anh. Thôi lui ra đi, đứng trong quậy bánh xe. Tôi đề nghị ông đứng sang một bên nhé. Thế này Nga, anh đã chờ Nga cả suốt chiều qua để mong có được một hân hạnh đưa Nga đi đếm cột điện. Ông thì biết cái gì, không phải là đếm cột điện, mà là đi lang thang chiều phủ Tây Hồ chẳng hạn, hoặc chiều đông Moscow. À không, Hà Nội. Nhưng không sao, nhất định tối nay anh sẽ đón Nga đi ngắm sao. Tuyệt lắm Nga. Trời ơi, lạnh thế này mà ra hồ để mà hóng rét hả ông? Chuyển phỏm đi ông ạ. Chuyển là chuyển thế nào? Đi ngắm sao là để bổ sung vào cái đề tài nghiên cứu mà bấy lâu nay anh và Nga hằng ấp ủ. Thôi, ông về mà ấp ủ mấy cái bài thơ con cóc của ông ấy. Ông lại nghỉ đi nhé. Dạ. Được rồi đấy. Dạ. Sao? Em vẫn thấy nó giả giả thế nào ấy. Yêu ai lại nhạt hoét thế? Anh đã làm hết khả năng rồi còn gì nữa. Bao nhiêu thông tin về gia đình nhà anh, nội ngoại họ hàng,
tổ tiên nhà anh đã nói hết với em rồi còn gì. Mà anh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đâu. Thì em cũng làm gì có kinh nghiệm. Có lẽ mình phải tùy cơ ứng biến thôi anh ạ. Cứ coi như lúc đó là thật, nói thật lòng mình. Ừ, nhưng mà không có thật thì làm sao mà nói thật được. Anh chỉ sợ đến lúc đó lúng túng quá lộ ra thì chết. Thôi được, em có cách rồi. Anh im lặng là chính, chủ yếu là em sẽ liệu. À, đúng rồi, quà, phải có quà anh ạ. Quà gì cơ? Thì quà cho cụ chứ còn quà gì. Con dâu ra mắt mẹ chồng, ai chẳng phải có quà. Theo Nga thì phải mua quà gì cơ? Quà ra mắt thì đơn giản thôi. Có thể là một cái khăn vuông hay bộ đôi dép cũng được. Những thứ đó anh chưa mua bao giờ. Có khi phải nhờ Nga thôi. Được rồi anh yên tâm. Trưa mai em sẽ đưa anh lên phố. Lên đó đủ hết, tha hồ mà chọn. Phiền Nga quá. Làm mất nhiều thời gian của Nga. Anh thấy... Anh thấy ngại chứ gì. Thôi, còn nhiều thời gian để ngại lắm. Cam kết đã ký rồi, việc ai người ấy làm. Trưa mai anh em mình đi. Còn bây giờ em phải về để nghiên cứu đống tài liệu này. Cũng mất cả đêm rồi. Cũng không lâu lắm đâu. Nga đã có một thời gian dài tiếp cận rồi cơ mà. Nga ở lại đây thêm một lát nữa nhé. Cho nó quen. Xong rồi anh sẽ đưa Nga về. Cũng được. Nhưng em sợ muộn quá, làm phiền anh. Có gì mà phiền đâu. Cứ để anh đưa Nga về, coi như là tích lũy kinh nghiệm mà. Đây là lần đầu tiên anh đi bên cạnh một cô gái ở ngoài đường. Thảo nào thiên hạ người ta cứ thích yêu và cưới. Đúng là khác thật đấy Nga. Vậy là em đã giúp anh một lúc hai việc rồi đấy nhá. Vừa giúp anh đối phó được với mẹ anh, vừa làm cho anh muốn lấy vợ, phải không nào? Bây giờ đối phó có cần thiết nữa không nhỉ? Mà nếu anh muốn lấy vợ thì ai sẽ là người can đảm làm việc đó đây? Anh đừng lo, còn phương án 2 nữa cơ mà. Đấy, dắt xe vào cho. Như từ ngày gần Nga, anh ít gặp rủi ro hơn trước thì phải. Ví như cả quãng đường vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, mặc dù không đội mũ bảo hiểm. Thế là thế nào nhỉ? Thế có nghĩa là ngày mai anh có thể đến nhà em một mình dự sinh nhật của em. Em mời anh. Thế à? Đấy, anh vô tâm quá. Làm việc với nhau cả năm trời mà không biết sinh nhật của mọi người ở trong phòng. Được, nhất định anh sẽ đến. Nga này, Nga vào nhà đi cảm lạnh. Mà đừng thức khuya quá nhé. Người yêu thì phải anh em. Ai lại cứ anh Nga Nga bao giờ. Mẹ nào tin được. Anh đi ạ. Không xin lỗi. Ha ha ha!
ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Tốt rồi, cưới ngay được rồi, cưới ngay được rồi. Cái gì tốt mà cưới ai mới được? Trời ơi, thì cái con bé Đảo chứ còn ai nữa. Này, tôi đã đi xem mặt rồi nhá, tươm lắm nhá. Bác cả chỉ lo là nó ít học, nhưng mà tôi bảo ít học càng thật thà, canh các chị học nhiều hay lý sự lắm. Cái bà này chỉ được, tôi hỏi bà, xong một cái thì bà cưới trước, rồi bà mới gọi con bà về sau à? Không không, tôi phải lên, tôi bắt thằng Khuê về để xem mặt. Bác cả còn lo đánh tiếng, rồi à, tìm hiểu, ăn hỏi, cưới. Tôi dự trù chỉ trong 2 tuần mà thôi. Sau đó nó để vợ ở nhà, tha hồ mà lo công tác. Thế xong một cái là... Đã được cái gì mà xong? Ông không được bàn lùi, làm hỏng hết việc của tôi. Ông nghe tôi dặn đây. Nếu nó có về, phải coi như là việc đã rồi. Đánh tiếng đánh tăm xong hết cả rồi. Nó có chạy đằng trời. Nga này, đêm qua anh cứ nằm nghĩ mãi mà không biết mua quà gì cho cụ. Việc đó thì anh khỏi lo, em là con gái, dù sao cũng thạo hơn anh. Hả? Anh không làm sao thật chứ? Anh làm sao ấy? Làm sao mà em khóc? Đứa nào trêu em à? Hay là bị mất cắp? À, hay là em ngã vào đâu? Hả? Có sao không? Em? Không. Anh cứ làm như ai cũng như anh. Anh làm sao không? Tại em cứ tưởng. Em tưởng cái gì? Tưởng. Nga, anh đã mua đủ 99 bông hồng nhung, 7 cành vạn tuế, 8 bông thạch thảo và một bó dọc mùng chưa bóp muối độn ở đằng sau. Không tin em cứ thử đếm mà xem. Nhưng lãng hoa này chưa đủ nói lên được lòng anh. Giá như lúc này anh được ôm lãng hoa, dắt tay em đi dạo, anh sẽ nhờ sao trời nói hộ. Nga, nhà em có Blackberry không? Sao cứ nhờ ăn tiếng nói của ông lại nhuận tràng thế nhỉ? Quỳnh Giao cũng ra Quỳnh Giao, Nhất Linh cũng ra Nhất Linh, mà cả cái khóm văn chương ấy thời này không hợp nữa rồi. Nga, có lẽ thời nào cũng cần đến sức mạnh cội nguồn của nó. Hoa hồng không thể tươi mãi được khi nó bị lìa khỏi cành, dù có tới 99 bông. Còn trên cây, dù chỉ có một bông, nhưng nó là sự sống. Sự sống ở đây ví như dầu mỡ nuôi sống một cỗ máy. À, Nga có nghe nói đến giá dầu thô đang tăng không? Ôi giời ơi, lại cái mớ kiến thức nhặt ở hàng nước của ông. Nga chờ anh. Em ngồi đi. Mời Nga.
Nga. Anh Khuê, sao anh đến muộn vậy? Anh vào nhà đi. Thôi, hôm nay Nga có nhiều khách. Anh đến mừng sinh nhật em. Có lẽ anh rút lui tốt hơn. Anh ngại gì vậy? Chẳng lẽ đến nhà em rồi mà lại không vào? Không, không phải thế. Anh muốn vào lắm. Nhưng em không tiện cho Nga. Thôi để khi khác anh đến chơi lâu. Chỉ sợ lúc đó Nga không thích. Còn bây giờ Nga vào đi, không bạn bè chờ. Anh xin phép. Nga vào đi. Anh đi nhé. Anh Khuê, đợi em. Anh không ở lại cũng được, nhưng em muốn nhờ anh một việc. Lúc chiều em làm rơi cái nhẫn ở ngoài hồ, anh chở em ra đấy tìm một lát được không? Chết, rơi ngoài hồ thì làm gì còn? Không còn thì thôi, cứ biết tìm đã đi anh. Thế còn bạn bè em trong nhà thì sao? Kệ họ, họ sẽ có việc để làm. Em ngồi lên đi. Vẫn còn căng. Quá. Em có nhớ ra chỗ nào không? Không, anh tìm chỗ nào cũng được. Như thế thì cũng khó, nhưng mà không sao. Đủ sáng rồi, tao bắt đầu tìm thôi. Dây nhẫn ở đây thật à? Anh ngốc lắm. Ừ nhỉ. Anh ngốc thật. Nhưng Nga rủ anh ra đây làm gì? Anh không thể đi dạo với em một lúc được à? Em đã chán ngấy sinh nhật như mọi năm rồi. Em muốn có một cái gì đó khác đi. Không, không phải là anh không muốn. Anh nghĩ là điều đó không thể xảy ra đối với anh thôi. Anh đúng là một chàng ngốc. Nga. Bố chết này. Bảo xin một ván không cho. Con bắt được 39 con rồi bác ạ. Chết. Sướng chó đẹp mà bẩn thế. Anh không sợ tắm hoa hồng nhung nữa à? Anh có chứ, nhưng thấy hoa đẹp quá, không mua lại tiếc. Cảm ơn anh đã dành cho em một buổi tối sinh nhật đặc biệt. Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Anh không thể tin nổi tất cả là có thật. Ôi chết thật. Ôi trời.
Thôi, muộn rồi. Về đi anh. Ngày mai mới là quan trọng. Nga về không muộn. Mai mới là quan trọng. Có chuyện gì vậy anh? Anh không biết. Hình như có gì dính dính. Cái gì dính? Anh không biết. Dính nhỉ? Anh đứng mạnh lên xem nào. Đứng mạnh lên thì chắc là được. Kẹo cao su. Ôi trời, Sa là mày nói thật không đấy? Mày có người yêu rồi à? Chào bác ạ. Chào cháu. Ôi trời ơi, khổ thân tôi. Thế mà ở nhà tôi cứ chạy ngược chạy xuôi để tìm vợ cho anh. Ôi trời, chà bố anh. Mà anh gan lắm cơ. Ngần nay tuổi đầu mới chịu lấy vợ mà còn giấu mẹ nữa chứ. Cớ mẹ nghe mà hết cả mệt. Cháu chào bác ạ. Bác đi đường có mệt không ạ? Chào cháu. Thế cháu là... Dạ, đây là Nga. Dâu. Quên, con dâu tương lai của mẹ đấy ạ. Ta vào nhà đi bác. Ôi giời đất ơi, tôi thật không ngờ thằng Khuê nhà tôi lại tốt phúc thế này. Kìa mẹ, vào nhà đã. Chà bố anh, chuyện thế này mà anh còn giấu mẹ à? Đi vào đây, ngồi xuống đây đã. Việc gì thì cũng để sau. Nào, hai đứa nói cho mẹ nghe xem nào. Thế chúng mày quen nhau từ bao giờ? Tìm hiểu nhau lâu chưa? Dạ, chúng cháu, cháu làm cùng cơ quan với anh Khuê cũng được 2 năm rồi ạ. Còn tìm hiểu thì... Mẹ ơi, mẹ cứ nghỉ ngơi. Hỏi gì lát nữa em hỏi. Anh cứ mặc tôi. Việc của anh là mang các thứ của mẹ này này vào nấu cơm. Ấy, việc ấy để cháu ạ. Không được. Việc ấy sau khi cưới con sẽ làm cả đời. Còn bây giờ cứ mặc kệ nó. Con phải ngồi đây nói chuyện với mẹ đã. Mẹ mừng quá. Mẹ không biết. Kìa bác làm sao thế ạ? Không không. Mẹ mừng quá đi thôi. Người như con mà không chê thằng Khuê nhà mẹ vụng về là mẹ có phúc lắm rồi. Dạ không, lúc nào cháu cũng tôn trọng anh Khuê bác ạ. Ừ, thế thì tốt rồi. Thế ý ông bà bên nhà thế nào hả con? Dạ, bố mẹ cháu ưng cả rồi ạ. Ôi, thế thì hay quá. Để mẹ bảo thằng Khuê tối nay dẫn mẹ sang bên nhà thưa chuyện với ông bà. Ê, không được. Mẹ ơi, con đã bảo là không được là không được. Không được. Cái gì mà không được? Anh cứ để mặc tôi. Anh cứ vào trong bếp cho tôi nhờ. Con đã bảo không được là không được. Làm sao mà không được? Tôi sang thưa chuyện để ông bà cho phép hai gia đình đi lại. Cái gì mà không được? Khổ quá. Con đã bảo là không được rồi mà. À, là thế này ạ. Anh Khuê nói thế là bởi vì bố mẹ cháu đang đi miền Nam thăm chị gái cháu sinh con. Đúng, đúng thế đấy mẹ. Ôi dào cái thằng. Có thế mà cứ lắp bà lắp bắp mãi. Dạ. À, thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu 27 ạ. À, 27. Tính cả tuổi mụ là 28. Kim lâu. Sang năm là 29. Ôi trời ơi, cưới đẹp quá rồi còn gì. Mai mẹ sẽ về quê luôn. Mẹ chuẩn bị ngay các thứ cho con. Gớm, mẹ sốt hết cả ruột. Mẹ chỉ mong chúng mày cưới để mẹ sớm có cháu bé. Già Tết là mẹ xin con về làm dâu luôn đấy. Ấy, không, không được. Làm sao mà cưới được? Ô hay cái thằng này. Anh chị ngần này tuổi đầu rồi, còn không cưới thì để làm gì?
giờ không phải phương án dự phòng dự phèo gì hết. Khổ quá ấy. Nhưng... Nhưng cái gì? Tôi... Dạ không, không có gì đâu bác ạ. Đấy là anh Khuê muốn làm xong công trình nghiên cứu đã. Đúng ạ. Nghiền nghiền cái gì? Anh nghiền gần ấy năm chưa đủ à? Cưới xong rồi nghiền, ai cấm? Cưới vợ là phải cưới liền tay. Già riêng, tôi với bố anh lên, dứt điểm luôn. Khổ lắm, nhưng mà không dứt được. Làm sao mà không dứt được? Tại không dứt được thì thôi. Ơ kìa mẹ. Rõ khổ cái thân tôi. Bây giờ các anh các chị đủ lông đủ cánh rồi. Chúng tôi có là cái gì đâu. Chúng tôi muốn dứt mà các anh các chị nào có dứt cho. Kìa bác. Mẹ. Bác bình tĩnh đã. Chúng con đã có kế hoạch cụ thể cả rồi. Mẹ không phải lo. Để... Còn để cái gì nữa? Các con có kế hoạch thì bổ sung ngay kế hoạch của bố mẹ cũng chẳng sao. Cứ cho tôi một đứa cháu rồi mang nhau đi mà kế hoạch. Tôi chỉ mong có thế. Dạ không, con muốn nói là để bác nằm nghỉ, con vào bếp với anh Khuê. Chả bố các anh các chị, tôi còn lạ gì, lúc nào chả muốn quấn lấy nhau. Thôi thì liệu mà cho tôi đi ăn cơm. Nga thông cảm nhé. Anh không ngờ đến tình huống này. Cứ tưởng là cụ nhìn thấy mặt con dâu là yên chuyện. Ai dè. Em lại thấy thật có lỗi. Mẹ anh phúc hậu quá. Ai thật may mắn mới được làm dâu cụ. Ăn rồi. Ông đo đi. Hơi kênh. Ông lấy que ra đo xem nào. Trời thế mà. Có mệt không? Em, anh cảm giác được từng giọt mồ hôi lăn trong lưng em. Nóng lắm phải không em? Em lạnh. Các anh làm gì vậy? Tay em lạnh thế. Để anh nhóm lửa sưởi ấm cho em nhé. Thôi lùi ra đi. Việc làm nóng em là việc của tôi. Để anh đi găng tay cho em nhé. Em đắp tạm cái mùi xoa cho nó ấm. Thôi, okay. Em mệt lắm rồi. Các anh không có việc gì để làm à? Kìa, em nói thế nào chứ. Anh còn rất nhiều việc mà anh coi là rất trọng đại để làm với em mà. Coi là gì thì mặc anh. Thôi, các anh làm ơn về đi cho em nghỉ. Em mệt lắm rồi. Ơ kìa, Nai. Về à? Về thôi. Đi đâu đấy? Nga lên nhà nghỉ nhá. Mai anh lại đến nhá. Nga nghỉ ngơi phấn khởi Nga nhá. Anh về đây. Đùa mặt trước. Mày làm sao thế hả con? Con mệt. Chị mệt, dễ thường tôi không mệt chắc. Sốt hết cả ruột. Con gái ngần ấy tuổi rồi, không lo việc chồng con. Chỉ lao vào học hành nghiên cứu. Từng ấy anh đến với chị, tôi chả thấy anh nào ra hồn. Bố đâu rồi hả mẹ? Đi họp chưa về. Không đi họp đã được ván cờ. Chứ chúng nó chả phải chơi chun với nhau. Úi giời. Bỏ tay ra. Bây giờ vẫn còn sớm. Tôi đề nghị tôi với ông ra quán cà phê nói chuyện như hai người đàn ông đích thực. Về em Nga. Úi giời, ông thực chất nào tôi không biết. Nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông đích thực. Thôi, định chỉ trích gì đối phương thì để ra quán. Mọi vấn đề phải được đặt rõ ràng lên bàn đàm phán. Ông dám đi không? Úi giời, tưởng chuyện gì. Ok luôn, đi.
Nga, anh đây, em ra ngoài một chút được không? Anh sẽ đến trước cổng nhà em ngay. Có chuyện gì thế anh? Lại một tình huống ngoài kịch bản à? Đúng rồi, ngoài kịch bản. Anh có việc rất quan trọng cần nói với em. Chỉ một câu thôi. Anh đến nhé. Ơ hay, giờ này mày còn đến nhà nó làm gì nữa hả con? Quan trọng lắm mẹ, không nói sẽ không kịp. Thế mày nói gì? Già riêng mới cưới cơ mà. Thế mới phải nói ngay. Con sẽ nói rằng, con sẽ nói rằng con, con yêu cô ấy. Ơ hay, cái thằng này hay nhỉ. Thôi chết, từ trước đến giờ nó không nói câu ấy. Nó nói gì với con bé nhỉ? Cháu xin cái xe. Vâng, chú lấy đi. Lại gì hả chú? Vâng, bác chồng của cháu cái xe. Được, được. Cháu đang vội. Được. Xin lỗi nhá. Thế này ông Bình ạ, tôi hoàn toàn nhất trí với ông về điều đó. Nhưng có một điều mà đến muôn đời cũng không bao giờ ông có thể hiểu được, là ông nên nhớ em Nga dành tình cảm cho tôi nhiều hơn ông rất nhiều. Chính ông nhầm, tình cảm của ông lại càng nhầm. Kết luận của ông mang đầy màu sắc chủ quan và thiển cận. Tôi hỏi ông, ai dám khẳng định điều ấy nào? Ấy, ông đừng nóng. Tôi hỏi ông nhé, ông có nhìn thấy ánh mắt Nga nhìn tôi không? Đây, ông thử nhìn vào mắt tôi xem, ông thấy được những gì trong đấy nào? Thấy, có thấy. Toàn rửa mắt. Hả? Ông không có một tí khái niệm nào về rửa mặt à? Này, ông đừng có đá đẻo nhé. Trong mắt tôi là cả một tâm hồn. Chỉ có tâm hồn ấy mới hiểu được tâm hồn của em Nga. Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà đến các giáo sư cũng không thể giải thích nổi. Chỉ có những tâm hồn cằn cỗi như ông ấy thì mới đòi hỏi phải có chứng cứ. Thôi, ông nên giải tán sớm đi. Này, ông bảo ai giải tán hả? Tôi nói cho ông biết nhé, không một trái tim nào chấp nhận đi đến hợp tác và đặt quan hệ quốc tế nếu không có một lý trí vững chắc. Mỹ nhân thì phải có anh hùng. Đâu phải ngẫu nhiên mà Josephine chấp nhận ngả vào vòng tay của Napoleon. Ê, tôi xin lỗi ông đi. Em Nga là một người làm khoa học, sống bên cạnh một thằng cha lúc nào cũng ra giả chính trị vỉa hè như ông, thì khác gì lá vàng rụng xuống sân xi măng. Lá vàng là phải có đất ẩm. Trời, tưởng gì, có mà ẩm y xê. Anh, anh, Nga. Anh Khuê. Em đi với anh một lát. Có việc gì vậy? Đi đâu anh? Ra cho em dây nhẫn. Anh chỉ nói với em một câu thôi. Một câu thôi? Sao không nói ngay ở đây hay vào nhà? Không, không được. Em đi với anh. Tóm lại là ông muốn nói gì thì ông nói đi, lòng vòng mãi mất thời gian lắm. Tôi muốn gì á? Đơn giản thôi, ông rút lui để tránh làm phiền em Nga. Đã có tôi chăm sóc. Ông đùa đấy à? Chính tôi cũng đề nghị ông rút lui để tôi chăm sóc đấy. Người mong manh như em Nga phải có một tâm hồn mềm mại như tôi mới chia sẻ được, hiểu không? Thôi 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 thôi. Ông tạnh ngay cái bằng cả lương của ông đi. Ông không thấy xấu hổ à? Phụ nữ luôn cần những người mạnh mẽ, phải có lý trí, phải am hiểu chính trị. Mạnh mẽ và chính trị như ông ấy
tôi ngồi hàng nước, một điếu thuốc, hai chén nước ấy, xong hết. Này, còn mềm mại như ông ấy, tôi ra quán bà Tòe gần cơ quan thuê cuốn tiểu thuyết Quỳnh Giao phải đọc một tối thì thưa ông bỏ cái tay chứ. Nào xem. Việc gì mà anh làm ra vẻ nghiêm trọng thế? Kìa anh, nói đi chứ. Lại có chuyện với mẹ anh hả? Không, không phải là chuyện mẹ tôi, chuyện anh. Sao lại là chuyện anh? Anh làm sao? Anh không làm sao cả. Anh đang lấy, à quên, anh đang rất bình tĩnh. Cả đời anh luôn gặp rủi ro, và hôm nay anh đang sẵn sàng chấp nhận một rủi ro lớn. Chết. Rủi ro? Chuyện gì vậy? Nga, anh biết anh không xứng. Em có thể đánh, có thể đuổi, có thể không nhìn mặt anh. Gì mà khiếp thế? Anh cứ nói thử xem nào. Nào, anh chỉ ra chỗ khác để tôi quét nào. Không sao, chỉ một câu thôi. Một câu cũng ra chỗ khác để tôi quét. Thiếu gì chỗ nói. Thôi anh, người ta đang giục kìa. Mình đi ra chỗ kia cũng được. Ôi trời. Kìa anh, khổ quá. Anh có sao không? Anh muốn nói là, anh muốn nói là đề tài của em theo đuổi rất hay. Chỉ có thế thôi à? Anh... Nếu chỉ có vậy thôi, em về đây. Ơ kìa, còn đứng đực ra đây à? Mau mà đuổi theo cô đi. Không Nga ơi, em nói đúng. Tại anh ngốc quá. Anh muốn nói là, anh muốn nói là anh yêu em. Đúng thế đấy Nga. Anh không muốn chúng mình phải đóng giả. Anh muốn em sẽ là vợ anh. Nếu bây giờ anh không nói thì không bao giờ anh có cơ hội để nói với em nữa. Nga, anh... Em thế nào nào? Thật vậy không Nga? Vâng, đúng ạ. Hình như là vì gió. Gió chết tại anh. Anh bụng quá. Em đội mũ vào. Em phải đội mũ vào. Không, em phải đội mũ vào. Đeo cả găng nữa. Nào, nghe anh, không có ốm mất. Đúng là anh ngốc thật đấy. Ừ, đúng là anh ngốc thật. Ai lại... ai lại tỏ tình xong rồi để người ta đứng chơi chơi như thế bao giờ? Nghĩa là cao su ở đâu? Ở sau lưng anh. Em nhìn kìa, đi quá lên kia một chút là đến nhà mình rồi đấy. Đâu cơ? Kia kìa. Tay em lạnh quá. Anh cho mượn túi đấy. Túi quần hay là túi áo? Túi áo thì không có, còn túi quần thủng em đã không cho anh đâu. Tốt nhất là ôm chặt cũng được. Tưởng người ta không dám à? Này. Ôi.
Anh ơi! Như này hả? May ơi là may! Không làm sao cả, không ngã. Đến nhà rồi em ạ. Bố ơi! Mẹ ơi! Cả nhà đi đâu hết rồi anh ạ? Anh không biết. Anh không hiểu. Anh đã hẹn trước hôm nay sẽ đưa em về rồi cơ mà. Mấy đứa, bắt gà nhanh lên.